thanh niên với khuôn mặt duyên dáng anh. What the hell? Mày là cũng rất đẹp, tôi nói là bỡ nát cái tập tích. Rồi rồi, bay lên thôi, bay lên, bay lên, bay đi. Rồi. Mày xem nhá, nhìn kỹ này, nhìn trượt tuyết mày như thế này. Tóc. Em thấy kiểu nào đây? Kiểu dần dần trưởng thành tí, cho nó ngầu ngầu để em đi thằng gái. Rồi. Một chàng trai nhìn có khuôn mặt nhìn trông rất là Việt Nam. Anh định cắt một kiểu tóc già dặn để đi tán gái các bạn ạ. Anh cùng xem. Theo tôi thì thứ nhất là bạn nên vuốt tóc dựng đứng lên. Đấy. Để nó sờ lý hơn. Rồi nhanh này anh cắt kiểu gì đây. Rồi. Vâng, hai đường tăng đơ. Ba đường. Ba. Bốn đường. Rồi cho làm chút quậy rồi. Cô vẫn chưa biết gì. Đang nhìn điện thoại à. Đang nhìn điện thoại à. Rồi. Cái vấn đề của một thanh niên có sở thích là múa cột. À nhầm. Múa cái gì ạ? Bài là quá. Ông đã hát rồi. À cho mày quẩy đi, quẩy đi. Nói mày sung như bà này. Sung bà thôi, sao thế? Rồi cưa cây. Rồi cưa cây phá. Mà cô đã mất tích. Tiếp theo ta cùng đến với sự nguy hiểm của một thanh niên. Anh trượt dốc và anh cùng xem. Tốc độ đã lên đến 60 km/h. Vâng, và anh đã sắp mặt rồi. Đó là ý kiến tất yếu thôi. Với người thích thể hiện. Cùng đến với một ông già. Vâng. Đó là cái nhu cầu tắm giặt là khá là cao đấy. Cùng mà xem nha. Đồn cổ rồi. Đúng rồi, đẹp chắc mặt rồi. Đói, tự tin, tự tin. Đúng rồi. Yeah. Nhắm đi. Này đây đúng không? Anh bấm đấy bay đi mất chết. Đúng rồi, ấn lên bay cả tóc à. Xem đây này. Rồi đi đi cắt tóc, dậy cả thợ cắt tóc. Đấy, này, này, cắt này, này, đấy. Nhá. Bấm luôn chỗ này đi. Bấm đi. Nhá nhá. Rồi, đúng chỗ đấy. Đây, đây. Mày chỉ sang đấy nhá. Ừ, bấm đi. Anh bập cái turbo lên. Rồi, như vậy là một thanh niên. Anh vào tiệm cắt tóc và hướng dẫn cho thợ cắt tóc cái cách để cắt từng quả tóc đẹp nhờ. Mà hôm nay cậu chàng cắt như vậy đúng không? Rồi không bằng rồi. Không, đã chỉnh rồi. Không phải lo đấy chứ. Chú nó còn chả nói gì, làm sao thợ phải lo nhỉ? Đấy, kéo bấm như rồi. Anh tìm với mày là nó sẽ vòng. Nha, nhìn này. Đấy, đi ạ. Quá bình thường luôn. Đấy, tóc đẹp rồi. Nhưng em vuốt về như thế này mà. Đây phải chỉnh em vuốt thẳng như thế này luôn. Nào anh biết rồi. Anh biết rồi. Nào. Nào từ từ. Mày để yên nhá. Tao phải chỉnh cho nó cân. Giờ. Như vậy là thanh niên. Sự nguy hiểm của anh thì chính là bá đạo đấy. Vâng, đừng ngủ tình biệt là cái video nào. Bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh ủng hộ nha. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Video lên sóng hàng tuần, mỗi ngày trong tuần.